cảm ơn vì những nụ cười và cả khi nước mắt rưng rưng. Cảm ơn đã ở lại bên tôi và sẽ chia năm tháng tươi vời. Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua. Lần sau tụi mày đụng tới tao thì đừng có trách. Nghe chưa? Biến! Chuyện này chưa xong đâu. Mày á, đợi đó. Còn mày á, coi chừng tao á. Đi đúng mày! Cảm ơn nhiều nha. Yên tâm, đụng tới học sinh trong trường này là coi như đụng tới tao. Dạ anh Huy, cho em cảm ơn anh nha. Này em không có anh á, em bị tụi nó cướp tiền em tiếp rồi. À, yên tâm đi, bây giờ sẽ không còn lần nào nữa. Dạ em cảm ơn anh. Đi học đi. Dạ. Trời, này nhiều tiền dữ mày. Dạ anh ơi, đây là coi như là em cảm ơn anh hồi nãy đã cứu em à. Cất vô. Dạ thôi anh tao... cứ, anh cứ lấy đi. Dạ. Mẹ em cho em tiền nhiều lắm chứ. Em không biết xài sao cho hết đó. Thôi anh cứ lấy đi. Ngày coi mộ em dư tiền ha. Thôi uống nước đi. Ây da. Ê bà già, nãy giờ ngồi coi phim hành động thích không? Già mù đâu có thấy gì đâu cậu. Cậu là giang hồ hả cậu? Đúng vậy, tôi là giang hồ của khu này nè. Hồi nãy á, cái đám kia nó dám vô đây kiếm chuyện, vừa mới bị tôi đập cho một trận chả trơn rồi. Ê bà già, đi đâu vậy? Đưa giấy sổ đây. Cậu ơi, cậu đừng lấy của tôi, còn vốn ngày mai nữa đó cậu. Đưa đây. Cầm lấy. Cậu, còn tiền thối cậu. Cứ giữ lấy. Mua vé số có cần nghiêm trọng gì không mày? Mày thấy tao ngầu không? Không, ngầu. Ngầu thiệt không? Thật không. À, ai cho à. Mày kéo váy bạn tao hả? Đâu có đâu. Mày nói cái gì hả? Tôi đâu có làm gì đâu. Hồi sáng tôi đi đường tôi bị trượt chân té, nó là tôi lỡ tay níu váy của bạn thôi chứ tôi có làm gì đâu. À, mày lỡ tay hả? Thì tao cũng lỡ chân nha thằng kia. Ê, bỏ ra kìa. Tao không bỏ đó rồi sao? Làm gì đánh người ta? Nó chọc cái thì tao đánh nó, liên quan gì tới mày? Oh!
xin lỗi người ta kìa. Tao có làm gì đâu mà tao phải xin lỗi. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Được chưa? Thôi Hương, người ta xin lỗi rồi, bỏ qua đi. Ở trong trường này á, đánh ai, dạy ai, chuyện của tao. Nếu mà mày thích xen vào á thì... Thì sao? Thì coi chừng tao. Thôi sắp trễ giờ học rồi á. Hương, mẹ nhé. Quay. Đau không? Đau xong đau mày. Nãy mày làm gì mày đạp tao mạnh dữ vậy? Đau muốn chết luôn à. Thôi xin lỗi. Mà hồi nãy á, tao không đạp mày mạnh á, là con nhỏ kia nó không có tin đâu. Nói cho mày biết nha, con nhỏ đó không phải là con gái bình thường đâu, mà nó là con nghề đó. Mày có nhớ hồi nãy đúng mà đè mày vô tường, mày nhúc nhích đâu có được đâu đúng không? Đúng nha. Lúc nó đè tao vô tường á, cảm giác là ba bốn đứa dồn tao vô vậy á, không nhúc nhích được luôn. Đúng. Mà nó chưa dùng hết 100% sức lực của nó đâu. Năm nay mày có đối thủ rồi đó, cẩn thận đó. Mày cũng coi chừng đó. Ê, ổn mày, sao vậy? Cười gì vậy? Mắc cười chứ nào. Không hả? Vậy thì thích chứ sao. Lên lớp được chưa? Cổng tao lên đi. Cổng lên hả? Bình thường thôi, tí nữa mình vô lớp ngày đầu. Cổng tao lên đi, tao đau quá à. Cổng lên đi. Đi bộ đi. Ê, cổng tao lên đi. Ăn bạn khốn nạn. Chào mừng năm học mới các thiên thần nhỏ của cô. Thì ngày hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học lớp 12. Và cô mong là cả lớp chúng ta sẽ có một năm học thật là tốt. Và cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thơ Nguyễn. Mấy đứa sao vậy? Không có phải như là mấy đứa đang nghĩ đâu. Thật ra là cô họ Thơ, tên Nguyễn. Mấy đứa có thể gọi cô là cô Thơ cho dễ thương ha. Thì cái tên cô á, nó nói lên cái tính cách của cô. Đó chính là dịu dàng, nhẹ nhàng và dễ thương. Kiểu như là em còn là đang thơ. Ba đứa kia! Đi đâu rồi? Cái lớp hay cái chợ? Béo ơi! Tự nhiên cái kính của cô nó rớt xuống cái nó trì luôn cái giọng nói của cô á. Chứ thật ra cái giọng của cô không có phải như vậy. Để cô nói chuyện với bạn xíu ha. Ba em, mình là ai mà sao mình đi vô lớp mình không có chào hỏi cô gì hết vậy nè? Nếu như cô thực sự muốn biết thì tụi em sẵn sàng trả lời. Em là Huy nè. Em Hải. Em là Kiệt. Tụi em là học sinh lưu băng 2 năm liền. Và năm nay là năm thứ 3 tụi em có mặt ở cái lớp 12A4 này. Thì ra ba đứa là Huy, Hải với Kiệt đúng không? Cô có nghe tên của ba đứa. Nhưng mà sao mình ở trong trường tới giờ này mà chưa chịu tốt nghiệp nữa? Dạ thưa cô, để bảo vệ sự bình yên cho ngôi trường này, vì yêu thầy, mến cô, thương các bạn, nên em vẫn chưa thể đi được. Còn tụi em đi theo nó. Rồi, cô hiểu hết rồi. Nãy giờ mình giới thiệu sơ lược như vậy là đủ rồi ha. Bây giờ cô mời ba em về chỗ để mà mình có thể tiến hành buổi học mới ha. Còn lần sau mà đi trễ như ngày hôm nay nữa thì... Đừng có trách cô nghe chưa. Rồi, bây giờ ba bạn về chỗ để mình tiếp tục nha. Rồi, các em ơi, bây giờ mình tiếp tục cùng với cô nào. Ê, nó nghe nè, năm nay có bộ khó nhai rồi đó. Gì mà khó, càng khó tao lại càng thích chứ sao. Còn tao thì thấy chắc năm nay anh em mình phải dọn ra khỏi trường thôi. Dọn gì mà dọn,
tao nói cho mày nghe nha. Cô nghĩ là mình sẽ bắt đầu bầu ra ban cán sự cho lớp. Đầu tiên là chức vụ lớp trưởng. Có bạn nào muốn... Bây giờ mày nói tao ra trường. Ai? Ai sẽ thay? Thôi, mình mới bắt đầu buổi học mà em. Đừng có phá cô như vậy chứ. Sao em muốn gì nè? Hey, lớp trưởng, một lớp trưởng á. À, dạ thưa cô, em muốn làm lớp trưởng. Bạn Huy muốn làm lớp trưởng. Cô thấy cũng được đó, nhưng mà Huy có thể nói cho các bạn biết lý do tại sao mà Huy muốn làm lớp trưởng không? Dạ thưa cô, thứ nhất là em tự tin hiểu rõ cái lớp 12A4 này hơn ai hết. Thứ hai là em có đủ sức mạnh, xin lỗi, để bảo vệ tất cả các bạn. Và đặc biệt là thứ ba, em nghĩ tất cả các bạn ở đây đều muốn được em nắm đầu. Lãnh đạo. Em xin lỗi cô, là lãnh đạo thưa cô. Và đặc biệt, nếu mà cô bầu em làm lớp trưởng á, thì em đã có sẵn một ekip. Xin giới thiệu với cô lớp phó học tâm. Em lớp phó kỷ luật. Rồi cô cảm ơn Huy. Không biết là có bạn nào muốn làm lớp trưởng nữa không ha? Thưa cô em. Rồi cô mời bạn. Thưa cô, em nghĩ lớp trưởng phải là học sinh gương mẫu để đưa lớp đi lên, chứ không phải là học sinh lưu ban 2 năm liền giống như ai đó. Quê. Nói tiếp đi Hương. Dạ thưa cô, em tự hào là học sinh giỏi 11 năm liền, thêm 3 năm mẫu giáo là bé khỏe bé ngoan. Em nghĩ với khả năng của em dư sức được làm lớp trưởng. Rồi, cô cảm ơn hai bạn. Ngồi xuống đi. Cô thấy như vậy, cả hai bạn đều có cái lý do nó thuyết phục. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy biểu quyết của các bạn trong lớp đi ha. Rồi bây giờ ai bầu cho bạn Huy giơ tay lên. Rồi các em bỏ tay xuống nha. Bây giờ là đến lượt bạn Hương. Ai bầu cho bạn Hương giơ tay lên. Huy, mày phê ai vậy? Không phải, mày hiểu lầm tao rồi. Tao là một con người công bằng. Nó có cái lý của nó, mày có cái lý của mày. Hồi nãy tao cũng bầu cho mày một phiếu rồi còn gì nữa. Cô thấy kiểu như cái số lượng phiếu bầu cho hai bạn nó cũng tương đương như nhau á. Hay là bây giờ cô sẽ cho hai bạn thêm một khoảng thời gian nữa để các bạn thuyết phục những cái bạn ở trong lớp á, làm sao để mà cho các bạn bầu mình ở cái chức vụ lớp trưởng ha. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay ha. Khoan, chưa. Trước tiên để bắt đầu bài học mới thì cô muốn giới thiệu cho mấy đứa là cô có tạo một cái nhóm ở trên Facebook á, nó có tên là Hội Những Người Yêu Thơ. Thì không, sai rồi, không phải cái nhóm đó là lập ra là cho những cái người mà yêu cô đâu. Không phải yêu thơ có nghĩa là tiếng Anh là yêu poem á. Poem khó quá. Yêu những cái bài thơ á, hiểu không? Bài thơ mà cô viết ra xong rồi cô post lên trên đó, cô đăng lên trên đó, và những cái bài thơ của các bạn khác nữa, để cho những cái người mà từng gặp những tổn thất trong cuộc sống, gặp phải những cái vấn đề buồn, thì mình có thể lên đó đọc để mà hàn gắn những cái vết thương trong cái trái tim mình lại. Nhớ tham gia nhóm và follow cô nha. Rồi, còn bây giờ thì mình bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Nhớ follow. Cô Thơ. Có chuyện gì không Kiệt? Cô nhớ tên em luôn hả? Học trò cô dạy mà sao cô không nhớ được. Sao này kiếm cô có chuyện gì không? Dạ, thật ra thì em mới viết một bài thơ để tặng cho cô. Em viết thơ hả? Dạ.
À, vậy là cái hội những người yêu thơ trên Facebook của cô sắp được 13 thành viên rồi. Phát triển mạnh quá. Em đọc thơ của em cho cô nghe đi. Dạ, để em đọc đây cô. Vì hôm ấy người thích màu xanh, cho nên tôi đem lòng yêu cả bầu trời. Bài thơ nghe nó tình cảm quá, nó chạm tới cái trái tim của cô luôn á. Mình còn tiếp không? Dạ, à, còn em còn hai câu nữa, em đọc cho cô luôn nha. Dạ dạ. Mãi sau này xa nhau, anh mới biết màu xanh ấy là màu xanh lá cây. Cô thấy sao cô? Hay, tuyệt vời. Dạ. Không uổng công em suy nghĩ dắt óc để có được bài thơ này. Hết rồi. À, nếu cô thích đó thì ngày nào em cũng sẽ tác thơ tặng cho cô nha. Nữa à? À không, ý cô là em sẽ tiếp tục ra những bài thơ hay nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi, cô cảm ơn em. À, bây giờ trễ rồi, cô đi họp nha. À, dạ thôi, cô đi họp vui vẻ nha, em ăn chơi mấy bạn. À, gặp lại cô sau nha. Rồi rồi, cảm ơn em. Lâm Huy. Ồ, Facebook thằng Huy hả? Trời, có thấy công nhận bà giỏi thiệt luôn á. Mới vừa học ngày đầu tiên mà bà search được Facebook người ta rồi. Mà công nhận nhìn Huy cũng đẹp trai hả? Nhìn trẻ trâu như cái gì á? Đâu, tôi thấy cũng được mà. Tôi á là tôi thấy không có được rồi đó. Mà năm nay có thêm ông Huy nữa, tôi thấy hơi căng rồi nha. Không sao, tôi đã có cách rồi. Muốn thắng thì phải đi trước một bước. Bây giờ á, bây giờ bà gửi giùm tôi một cái tin nhắn này đi. Nhưng mà gửi cho ai? Thì gửi cho ông Huy chứ gửi cho ai? Bà đang tính làm gì vậy? Cứ gửi đi, yên tâm, tôi bảo kê, nhắn đi. Giờ gửi gì? Hương hẹn Huy ở bãi xe trường giải quyết. Hương hẹn Huy ở bãi xe trường giải quyết. Không gặp đi về. Hả? Không, là không gặp không về. Không gặp không về. Ok, gửi nha. Ừ, gửi đi. Ê, hội những người yêu thơ. Ê, mày thích bà cô thơ đúng không? Nói đi, mày thích bả đúng không? Mày non lắm Hải à? Mặt tao vậy, sao thích bà thơ? Thôi mày bớt xạo đi mày ơi. Mày thích bà cô thơ thì mày kêu là mày thích bà cô. Tao mệt tụi bay quá à. Bây giờ phải nghĩ cách nào cho tao được làm lớp trưởng, chứ không phải là cãi nhau. Hải, có cách nào cho tao làm lớp trưởng không? Nói nghe coi. Ba, cái này quá dễ. Tao nghĩ là mày phải tận dụng cái ngoại hình của mày. Là sao thằng kia? Nói rõ là coi. Là vậy nè. Tao làm gì có muối. Mà nếu mà tao có cũng phải giấu vô bên trong. Làm gì mà đem ra ngoài mà khoe vậy được. Được. Đúng rồi đó. Mày khùng quá. Tao nghĩ ra ba cái gì tào lao đâu không. Nghe tao nói nè.
Thời đại nào rồi mà còn dùng thân xác để đánh đổi? Mày phải dùng cái đầu, hiểu không? Muốn thu phục lòng người thì mày phải dùng trí tuệ. Nghe tao đi Huy, mày phải cho người ta thấy được điểm tốt của mày là cái gì. Là sao vậy? Con người vốn có cái tôi rất là cao, cho nên là mày hãy đặt lợi ích của họ lên trên hàng đầu. Cũng giống như tranh cử chức tổng thống vậy đó, mày phải cho họ thấy mày làm được cái gì cho họ, họ có lợi ích gì khi bầu cử cho mày, thì mày mới làm lớp trưởng được chứ, đúng không? Mà mày nói kỹ hơn thử tao coi coi. Kỹ hơn nữa. Lợi thế của mày là gì? Lưu Bang 2 năm đúng không? Cho nên là mọi đường đi nước bước trong cái trường này mày nắm rõ hơn ai hết. Chỉ cho tụi nó thấy những bài kiểm tra 15 phút một tiết nó có cái gì. Đứng lên bảo kê cho mấy đứa đi học trễ, cúp học, không làm bài tập về nhà. Nói chung là đứa nào sai cái gì thì làm cái đó cho tao. Và quan trọng là đứa nào không nghe lời mày, tự đẹp nó cho tao, hiểu không? Ê, sao nghe áp lực mày? Yên tâm đi, mày cứ hứa, cứ hẹn, cứ thề như vậy cho tao. Rồi sau này mày đạt được mục đích, mày thất hứa, đố cha bố con nào làm được gì mày, đúng không? Vô, tao thấy vô đó Huy. Tao thấy ý kiến của ông Kiệt ok đó. Bây giờ mày nghĩ đi, mày nắm chùm lớp 12 được 2 năm rồi, không lẽ mày để cho một con nhỏ ớt ơ từ dưới lớp 11 lên đây làm chùm hả? Nhục lắm. Được. Vậy thì bây giờ tao phải làm cái gì? Trước hết tao nghĩ là mày nên quay một cái clip thể hiện hết tài năng của mày. Sau đó tao sẽ up lên confession của trường. Hợp lý không? Ừ. Quay liền cho tao. Quay liền, quay liền. Vô. Rồi chỉnh máy cái nha. Tập. Ok rồi. Được chưa? Rồi, đem vào nè. Qua đây coi phụ máy phụ tao coi. Ê, mày đúng là thằng kiệt lặc. Thằng ở dưới này, có im không? Rồi, 3, 2, 1, action. Xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là đại ca của khối 12. Đã ê, từng có kinh. Dừng chuyện quay clip lại đi. Có cái đã giải quyết rồi nè. Tao nghĩ cuối cùng cũng tới ngày này, nhưng mà tao không ngờ nó lại tới sớm như vậy. Nó hẹn mấy giờ kìa? Nó hẹn 5 phút nữa. Nó không tới đâu, mình đi về thôi. Ủa? Bích? Bích? Hương đâu rồi? Hương có chuyện gấp á. Chắc là Hương gần tới rồi á. Chờ chút xíu ha. Mà Bích nè, chuyện hồi sáng á, Hải không có cố ý đâu. Bích cho Hải xin lỗi nha. Không có gì đâu nè. Bích ơi, trái đất hình tròn, trốn mà không kỹ là con gặp tôi. Thằng kia, có việc con gái mà lú lẫn với mày. Đi. Ủa, Bích đang tìm gì vậy? Tại Bích có chuyện gấp nên cần về nhà trước á. Mà Bích kiếm hoài không có ra chìa khóa đó hết trơn á. Ủa, Bích đang gấp hả? Vậy thôi, để Hải chở Bích về nha. Thôi không cần đâu. Để bây giờ Bích dắt xe ra ngoài cho người ta sửa khóa là được rồi. Sao mà được? Bích là thân con gái một mình, Hải làm sao để cho Bích dắt xe đi được? Để Hải dắt cho nha. À, Bích nhớ ra là Bích để chìa khóa xe ở đâu rồi á. Ở đâu? Bích để ở đâu? Hình như là Bích để quên. Nó ở trong cốp xe á. Trong cốp lần á hả? Trong cốp. Mà chết rồi, giờ sao đây ta? Giờ Bích đó phải tìm cho ra cái chìa khóa xe này để Bích còn lái xe về đưa cho ba Bích đi công chuyện. Rồi mẹ Bích còn chờ Bích nữa. Nói chung là ai trong nhà cũng chờ Bích. Thôi được rồi, để đó cho Hải. Xe nào vậy Bích? Cái xe màu trắng trắng này nè.
Vô giúp tao coi. Quý Kiệt. Này nó ngon lắm mà, sao tự làm đi? Thì giúp tao cái đi. Lanh lắm. Bỏ lên. Tao đếm nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Lại nữa nha. Cố lên. 2, 3. Đang giúp tao. Lần nữa nha. Lần nữa thôi. 2, 3. Bích, hãy mở được cốp xe rồi nè Bích. Ủa, Bích chụp cái gì vậy? À, không có gì đâu. À, tại vì Bích thấy tình bạn của ba người đẹp quá nên là Bích tính chụp làm kỷ niệm một chút xíu thôi à. Dạ. Vậy Bích chụp cho ba tụi tôi thêm mấy tấm nữa đi. Thôi, chắc là không cần đâu. Tại vì Bích thấy là đủ rồi á. Chú Mỹ hiện trường. Con, tụi nó đó con. Coi là trời khiên xe của tôi, cục vàng cục cọc của tôi mà. Tụi em đâu có biết gì đâu cô. Cái này là xe của Bích mà cô. Yên xe của Bích tại sao? Mấy người lại phá như vậy hả? Bích nhờ tụi em cậy cốp để lấy chìa khóa xe mà cô. À, vậy chìa khóa xe đâu? Bích điện thoại đi Bích. Cô, tan chứng gặp chứng có đủ, cô nhìn đi. Còn cãi nữa không? Cô, em là em khuyên mấy bạn dữ lắm á, mà mấy bạn không có nghe. Tụi em đâu có biết xe của cô đâu cô. Cái xe này là cái xe của tôi. Là của tôi ha. Ăn gan hùm gan sứa gì mà dám giật cái xe của tôi ra hả? Ngày mai hả, ba đứa đi vệ sinh hết nguyên cái sân trường cho tôi. Không 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 không, vệ sinh nguyên cái trường này cho tôi luôn ha. Còn bây giờ hả, đi lên trên phòng viết bản kiểm điểm cho tôi. Nhanh cô, liền. Cô. Lẹ. Tụi em đâu biết gì đâu cô. Bây giờ đi không? Đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Cô ơi, thì con 8 ly nước kem nha cô. À, mày đây rồi. Nhóc ác, nhóc ác. Sáng tìm mày nãy giờ. Giang hồ thì ra đây nói chuyện với nhau. Cô khỏi bán cho nó luôn. À, tao tìm mày sáng giờ. Tại sao lại đối xử với nhau như vậy? Hả? Nói chuyện đừng có chỉ chỉ coi. Tao thích chỉ. Nói tao nghe, tại sao tao đã làm gì sai hả? Mày không thèm để ý tao hả? Nè hả? Ủa, hồi sáng mới bị đập nè. Đánh không lại mét thầy hả? Tao trân trọng giới thiệu cho mày biết, đây là đại ca của tao. Ủa là là quỷ tha mà bắt mày đi. Mày đánh thằng em tao đúng không? Ê, lại biểu lại đây. Không. Trời, nó hông với tao kìa. Nó hông. Giận quá mà. Tụi bay bắt nó lại cho tao chứ. Ê, mày có nghe đại ca nghe đấy. Ôi mày. Ê nhỏ kia, mày bồ nó hả? Ông bị khùng hả? Ai bồ nó? Ông bồ nó thì có. Nghĩ sao vậy? Sao tao chịu nó được? Thôi đi chỗ khác chơi đi. Ở đây á, hồi có bị gì á, tao không chịu trách nhiệm đâu. Đang đánh lộn mày ở đâu vậy? Mày đâu rồi? Thằng nào? Mày đúng không? Ố là là. Dữ ta. À ha.
2 3 gặp sau nha. Mày đợi đó. Làm gì vậy? Né ra cho tao đẩy coi. Thằng này, mày yên lặng coi, tao đang suy nghĩ nè. Nè, tụi mày làm cái gì vậy? Muốn phụ không? Vô đây, vô tao cho phụ nè, vô đây. Ê, ê, trời ơi. À, học 12, 2 năm trời không sao, tự nhiên bây giờ vì một con nhỏ ớt ơ mà phải dọn vệ sinh hết cái trường này luôn nè. À, mày bớt nói lại đi Hải, cũng do mày chứ đâu. Làm lẹ đi rồi về. Quy, mày không thấy tức hả? Quy, gì mày nghĩ gì vậy? Mày không biết gì hết. Tao đang suy nghĩ để làm cách nào á được làm lớp trưởng. Tao mà được làm lớp trưởng một cái á, tao cho tụi bay sai lại con Hương. Mày nhất định phải báo thù cho anh em tụi mình. Chứ sao? Biết chưa? Biết rồi. Bởi vậy á, dọn phụ tao đi, để tao suy nghĩ. Quê, đang bị phạt hả? Gì nữa đây? Ủa, đang làm gì vậy? Không biết sao hỏi. À, ê, bà làm gì vậy? Không thấy tôi quen quét dọn mệt mỏi lắm hả? Thì quét đi, hay không thấy tôi đang xả hả? Quét đi. Quét đi, quét lẹ lên. Ê, làm gì vậy hả? Thì làm cái này nè. Ê, bà, hình như là mình làm hơi quá rồi. Có sao đâu. Ôi, 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 làm lớp trưởng, ôi, ôi, lớp trưởng, lớp trưởng. Ôi, lớp trưởng, lớp trưởng. Vậy tôi nói như sao? Ôi, 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 ôi. Chết hả? Mày hỏi nó có sao không á? Mày mới là cái đứa mà tao phải hỏi có sao không á. Hồi nãy hả, tao mà không lên kịp là chiến tranh xảy ra rồi. Mày không để ý lúc nó bỏ đi đâu con. Máu điên nó dùng lên não rồi. Vậy hả? Ừ. Sợ. Ê bay, tao nghĩ là nó không phải đỏ mặt kiểu đóng máu đâu. Mà như... Như gì? Mà như nó ngại đó. Trời ơi, con nhỏ đó mà biết ngại cái gì? Có lộn vậy? Cái ngại của nó giống như là con gái được tỏ tình vậy đó. Con gái được? Ý mày nói nó ngại Quy ấy. Ừ. Mày cười cái gì? Mày nghĩ sao vậy? Con nhỏ đó nó mà thích Quy á hả? Trời ơi ông ơi, cái người không biết về tình yêu như mày mà cũng bày đặt nói chuyện người ta. Tao nói thiệt, tin tao đi. Đó, tới giờ vô lớp rồi đó. Giờ học không? Em nghỉ. Học đi, bây giờ nghỉ nhiều lắm rồi. Thì mình học, rồi mình nghỉ trong lớp luôn. Đi. 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 Cái gì cũng được nữa hả? Mọi người chú ý.
lên đây nói nghe nè. Lên đây, lên đây. Hãy nhìn đây. Nếu mà mọi người bầu cho Huy làm lớp trưởng á, thì bắt đầu từ ngày hôm nay, công việc vệ sinh lớp không ai phải làm hết, mà hai thằng này sẽ làm. Yeah! Chưa hết nha. Chưa hết. Bài tập về nhà khó quá, không ai biết làm, cứ đưa cho thằng Kiệt, nó sẽ làm cho mọi người hết luôn. Còn nếu mà ai ăn hiếp mọi người thì cứ nói thằng Hải. Đúng vậy. Ủa, vỗ tay đi chứ, vỗ tay đi. Vậy thì sao? Hãy bầu cho Huy. Ok. Vỗ tay nào. Rồi ok, vậy được rồi mọi người. Cứ trở về chỗ còn làm công việc của mình nha. Rồi quay lớp tiếp đi. Tôi thấy giờ ai cũng ủng hộ cho Huy hết rồi. Giờ mình sao? Bà yên tâm đi, tôi lo xong hết rồi. Đứa nào bầu cho thằng Huy là chết với tao, nghe chưa? Lớn lên! Yeah. Chào các... Chào các em học sinh yêu dấu, yêu quý, yêu mến, yêu thương của cô. Thì ngày hôm nay cô rất là vui vì được gặp lại các em. Chắc bây giờ cô quay lại cái chuyện bầu ban cán sự của mình ngày hôm trước ha. Thì hôm trước là mình đang đến cái chức vụ là bầu lớp trưởng rồi. Thì... chắc là các em đã có cái kết quả cho riêng mình rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ hỏi để kiểm tra lại một lần nữa nha. Rồi, bây giờ ai bầu cho bạn Huy, giơ tay lên. Ủa, sao, ủa? Sao ai bầu cho thằng Huy hết vậy? Sao tụi nó dám? Hôm bữa Hương nó đánh dằn mặt bao nhiêu đứa rồi. Ghê quá trời. Và bây giờ ai bầu cho bạn Hương, giơ tay lên giúp cô. Ủa, sao mấy bạn không ai bầu cho Hương hết vậy? Tụi nó sợ thằng Huy nó đánh. Tốt nhất giờ không bầu cho ai hết. Vậy là thắng thua phân định rồi nha. Bên đó có một, mà bên mình tới hai người. Bây giờ thì căn cứ vào số lượng bầu cử của các bạn thì bạn Huy sẽ là người chiến thắng và đáng lẽ ra là bạn Huy sẽ được làm lớp trưởng. Nhưng tuy nhiên, ngày hôm qua, ba bạn Huy, Hải và Kiệt đã vi phạm kỷ luật của nhà trường. Đó là phá hoại tài sản của giáo viên. Phá của cô chứ cô ai. Cho nên là cô xin mời bạn nào làm lớp trưởng của năm rồi, năm nay sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ đó. Cô xin mời bạn lớp trưởng năm rồi nào. Thời tới cả không kịp. À dạ, thưa cô, em tên là Nguyễn Tài Chính. Em là lớp trưởng của lớp chúng ta 2 năm vừa rồi. Thì ngày hôm nay được sự tín nhiệm của tất cả mọi người cùng với cô, em rất là vinh dự làm lớp trưởng của lớp chúng ta của năm nay. Và em xin hứa sẽ đưa lớp mình phát triển càng ngày càng mạnh hơn nữa. Cảm ơn cô và mọi người. Các bạn ơi, cho bạn Tài Chính của chúng ta một tràng vỗ tay đi ạ. À. Vâng, và bây giờ chúng ta đã có được lớp trưởng mới của lớp. Cô mong là lớp chúng ta sẽ cùng nhau dưới sự dẫn dắt của cô nè, của bạn lớp trưởng Tài Chính sẽ phát triển vững mạnh, đặc biệt là về mặt tài chính như là cái tên của em vậy đó. Rồi, bây giờ các bạn cùng nhau lấy sách ra để chúng ta học bài mới ngày hôm nay nha. We'll be right back.
góc. Tụi mày đã bao giờ thấy cô ném 300 điểm chưa? Ném gì? 300 điểm. Làm coi. Coi nè. Sao không? Bích không sao. Đứng dậy được không? Bích nghe Hải nói nè. Hải đi, Bích ra đi. Bích đang bị Hải luôn. Hải đứng xa, Bích ra đi nha. Nhưng mà Bích phải nghe Hải nói. Hồi nãy Hải không có ý đâu. Là do Hải lỡ ném cái banh mạnh quá. Bích đang bị Hải luôn. Bích đang nghỉ, Hải đang nghỉ Bích á. Để Hải đi Bích đi y tế. Để Hải đi Bích đi y tế nha. Đừng sợ Bích. Thôi Hải phải đưa Bích đi y tế mà. Đủ khổ rồi. Thôi nè, em chườm đi. Em chỉ bị bong gân thôi, không sao đâu. Nhưng mà nhớ là đừng có vận động nhiều quá nha. Nhớ nghỉ ngơi. Còn mà nếu đau á thì uống một viên này. Em ở đây á, em đưa bạn về lớp giùm cô nha. Cô đi học. Cảm ơn Huy nhiều nha. Cũng may là có Huy, chứ không là Bích bị u đầu rồi. May quá có Huy nên bây giờ Bích chỉ bị bong gân à. Không có gì đâu. Mà Bích đưa đây để Huy làm cho. Không sao đâu, Bích làm được mà. Rồi, đưa đây. Huy làm cho. Mấy cái bong gân này á, Huy bị hoài à. Nên Huy có kinh nghiệm, để làm cho. Đỡ không? Ê! Sao khúc này có kiếm chuyện với tụi tôi hoài vậy? Hương, không phải như vậy đâu. Thực ra bà có sao không? Ôi, đi, đi ra ngoài. Lần sau mà còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi nghe chưa? Đi ra. Bà có sao không Bích? Bích? Hả? Bà có sao không? Cô tha cho em lần này được không cô? Một lần thôi cô. Không. Cuối giờ kêu phụ huynh ở đây gặp tôi. Nhưng mà cô một lần thôi. Không là không. Cô ơi. Kiệt, sao đó em? Nay em lại viết thơ tặng cho cô nữa hả? Dạ, hôm nay em có sách thơ muốn tặng cho cô à. Sách thơ hả? Dạ. Cô cảm ơn nha. Cô ơi, hôm nay em có chuyện muốn nhờ cô tư vấn à. Em cứ nói đi, cô thích mấy cái chuyện tư vấn tâm lý cho mấy đứa lắm. Dạ. Yeah. Thì là chuyện này là của bạn em, không phải của em nha. Thì bạn em nó nhờ em hỏi giùm cô ha. Của ai cũng vậy hết trơn à, cứ nói đại đi cô tư vấn cho. Dạ yeah, thì chuyện này thì bạn em có thích một chị kia lớn tuổi hơn. Nhưng mà bạn ấy giấu kín cái chuyện này lắm. Không cho ai biết hết trơn, tại vì nếu mà chị ấy biết được á thì sẽ bị từ chối đó cô. Có cái gì đâu mà phải giấu. Cô thấy bây giờ kiểu như xã hội người ta cũng hiện đại rồi, người ta phóng khoáng rồi. Thì cái chuyện yêu nhau mà hơn tuổi nhau thì nó cũng bình thường thôi. Đúng rồi cô. Quan trọng là cái tình cảm mình dành cho nhau nó có chân thành hay không. Nhưng mà cái chị đó hơn bạn em bao nhiêu tuổi? Dạ 11 tuổi thôi. Cô sao vậy cô? Cô hơi bất ngờ một xíu. Vậy chuyện này của bạn em cô thấy sao ạ? Chắc cần phải cân nhắc lại em. Do cái số 11 nó cũng không có chút xíu như là em nói. Mà nó khoảng cách hơi bự á. Nên cân nhắc lại em ha. Mà cân nhắc sao cô? Nó là cái kiểu như
Nói chung là cô cũng khó nói lắm á. Để hôm nào tiện hơn thì cô sẽ giải thích cho em hiểu ha. Dạ, nhưng mà bạn em cần hiểu bây giờ, cô giúp bạn em được không? Hiểu ngay bây giờ thì cô không có thời gian á, cô tới giờ đi dạy rồi. Nhưng mà hồi nãy cô nói cô tư vấn cho em mà sao giờ cô không nói? Ừ. Cô ơi, cái chuyện này cô nói cô tư vấn. Em nên đi về lớp luôn đi kịp. Gì vậy ba? Tào lao quá à. Mày tin tao đi. Lần này 100%, tao quan sát kỹ rồi. Lần này tao mà sai á, chặt đầu tao. Không còn cách nào khác đâu. Tin tao đi. Thôi được rồi, lần này tao tin mày. Mà lỡ có chuyện gì xảy ra, chết với tao nha. Trong lớp cái mặt của con Phương á, tao chắc chắn lần này nó dính bẫy chắc. Kiệt, ổn mày? Yên tâm đi, tao quan sát kỹ rồi. Bây giờ mình phải dùng nhu thắng cương. Nó cứng thì mình phải mềm. Tao cá với mày là chức đại ca năm nay sẽ không thoát khỏi tay mày đâu. Ok, vậy thì bây giờ tao làm gì tiếp theo đây? Bây giờ là thời điểm thích hợp để mày chốt hạ nó. Cờ nè, phất thôi. Ngỡ xa chân trời đâu ngờ ngày trước mắt bỗng đâu cô nàng cũng là bạn lâu năm. Đánh rơi nụ cười làm trái tim rồi đời. Trời ơi, ngày thương tháng nhớ năm mong, về bên anh được không? Lương thiên dẫu có lòng đau nhưng tình anh vẫn mênh mông. Bài vì người trên thế giới anh chỉ cần em thôi. Nhà còn bao việc mà anh vẫn thích em, vì anh cứ thế lòng mong.
gái của mình nha. Tôi đã có trả lời của Hương nha. Đâu có sao đâu. Bà đang có chuyện gì giấu tôi đúng không? Thì là có người vừa mới tỏ tình với bà đúng không? Sao bà biết hay vậy? Bà thấy rồi hả? Tôi cũng không biết nữa. Tại đó giờ á, tôi là chị Đại cho nên ai cũng kiểu sợ tôi hết á. Đâu có ai nói thích tôi đâu. 18 năm sống trên đời á, lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi á. Nếu như mà thích người ta thì bà nên cho người ta một cơ hội, chứ đừng có giống như tôi. Tôi lúc thích người ta cũng không có dám nói, mà tới lúc muốn nói rồi á thì nó không kịp nữa rồi. À, sao vậy? Mà thích ai hả? Đâu có đâu, tôi đang nói bạn tôi thôi hả? Thôi, tại con bạn đi. Tôi nói vậy á. Nói tôi nghe đi, mà thích ai đúng không? Nói chung á là dù bà có làm gì hay là bà có thích ai á thì tôi còn ủng hộ bà hết á. Miễn sao á là bà vui là được. Thôi bây giờ mình đi về ha. Đỉnh mày. Đỉnh quá kiệt ơi. Woo! Hồi nãy con nhỏ đó nhìn thấy Quy mà chạy như là ma đuổi luôn. Ê, từ bây giờ tao chắc chắn luôn, nó mà còn nhìn thấy Quy một lần nữa thì chỉ có né. Con né rồi. Đúng vậy. Cái này chỉ có mày mới nghĩ ra được thôi á. Quá hay luôn. Tao không ngờ, tao không ngờ là cái con nhỏ đó cũng có ngày này. Đi. Đi. Đi ăn. Đi. Đúng ăn vậy. Thôi. Đi ăn. Đi ăn. Đi ăn. Hôm nay tao bao. Let's go. Ê, ra đây nói chuyện chút đi. Nói gì? Không phải là muốn nghe tôi trả lời hả? Đi đi, để gì nữa. Đi đi. Đi. Nhảy lên. Đi đi. Đi đi. Ê, Kiều. Gì? Khúc này mày nghĩ tới chưa? Chưa ba. Rồi lỡ Hương nó chịu Quy thiệt rồi sao? Xem như tao với mày mất nói chứ sao. Cái gì? Ok, tôi đồng ý. Đồng ý gì? Từ giờ Huy sẽ là bạn trai của tôi nha. Khủng ba. Nhưng bạn trai gì? Sao vậy? Không phải Huy nói mình thích tôi hả? Vậy thì mình quen nhau đi. Rồi để khi nào ra trường á, mình kết hôn. Rồi sau đó sinh con luôn nha. À, kết hôn sinh con gì điên khùng. Ai lấy mấy người? Trời ơi, định bày ra mấy cái trò này gạt ai hả? Chưa đủ tuổi đâu, nghe chưa? Đừng bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa, hiểu chưa?
qua Hương nó nói gì với Quy mà sao giờ nhìn mặt nó đăm chiêu vậy mày? Ai biết đâu, qua tao đứng với mày mà còn hỏi. Thì mày lớn mày hỏi nó thử coi. Ui. Ủa, hôm qua con Hương nói gì với mày vậy? Nói cái đầu mày á, nó biết hết rồi kìa. Nước đi này lúc đầu tao tính vẫn ok, đâu có nghĩ là nó đứng đó nghe hết câu chuyện của ba đứa mình đâu. Thôi mà tao nghĩ á, đừng có đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn nữa, nghĩ cách khác đi. Quy, tụi nó kìa. Hôm nay tao mệt quá, không có hứng. Mày không hứng nhưng mà tao hứng. Giữ cặp đi. Thôi mày tới tao. Ai cho tụi mày hút thuốc ở đây vậy? Tụi bay nữa vậy? Thằng Quy đúng không? Đúng không? Lần sau còn để bị đánh như vậy nữa là chết với tao, nghe chưa? Nghe chưa? Má nó. Đánh thằng em tao hết lần này thì lần khác. Tao cũng trả, nhưng còn là thằng Hạnh nữa. Má nè, mình chưa thề nữa rồi. Đứng dậy. Tao nói tụi bay đứng dậy. Đi. Sao không? Không. Hôm qua mày bị nó giằn mặt, bây giờ mày khùng luôn hả? Sao cứ nhìn nó hoài vậy? Khùng, khùng cái đầu mày á. Lỗi là tại hai thằng mày. Xối toàn ba cái gì tào lao. Bây giờ đã thù rồi, rồi càng thêm thù nữa. Lúc thành công thì khen lấy khen để, lúc thất bại thì chửi vô cái đầu của tao. Sống có chính kiến gì hết trơn vậy? Ê, Tông. Lúc đầu thì nói tuổi tác không thành vấn đề, lúc sau thì nói nhỏ tuổi quá thì khó. Người gì mà khó hiểu vậy trời. Quê, quê, quê. Quê. Mày bị gì vậy? Đúng rồi đó. Mày nói cái gì vậy? Thôi bỏ đi, không có gì đâu. Sao ta? Bây giờ mày tính sao? Chứ tao thấy nó giận thì cũng hơi sợ đó. Như có bông nó chậm gì. Ai mà đúng rồi Quy. Tao nghĩ là mày phải xin lỗi nó đi. Chứ nói thiệt nha, hôm qua tụi mình giỡn cũng hơi lố thôi. Xin lỗi? Mày nghĩ
nó chịu không? Bây giờ gặp tao ở đâu là nhìn cái mặt nó như muốn đâm tao ở đó vậy? Tao nghĩ vậy nè, không tiếp cận nó được nữa thì tiếp cận bạn nó. Bích hả? Bích hả? Bích đúng không? Bị sao nữa? Ê... Bị gì vậy? Vô kèo, vô kèo. Bích là phải để tao. Trên cái cuộc đời này không có ai hiểu Bích bằng tao hết á. Lần này tao chắc chắn sẽ giúp cho con Hương hết giận Quy. Được không ba? Chứ tao thấy nó sợ mày lắm đó. Ơi, mà để tao vậy? Chắc. Tao hứa với mày, lần này tao sẽ tiếp cận Bích một cách nhẹ nhàng nhất, từ tốn nhất, êm đềm nhất. Ok chưa? Rồi, ok. Bích, tao để cho mày đó. Cơ hội cuối cùng đó. Hư là hết cách đó. Bích, 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 Bích. Vậy? Lại đây, lại đây. Lại đây nói chuyện chút đi. Cho Bích nè. Thôi, tôi không lấy đâu. Thôi, Bích cứ lấy đi. Tại vì Hải đang có chuyện muốn nhờ Bích á. Chuyện gì? Thì chuyện của Hương với Quy đó. Hai người đó mà có chuyện gì? Chả phải họ đang quen nhau sao? Quen cái gì? Hai đứa tụi nó đang canh muốn chết chứ quen cái gì? Ủa? Là sao? Rõ ràng là hồi bữa Huy tỏ tình Hương có đồng ý rồi mà. Không phải như Bích nghĩ đâu. Để tôi kể cho Bích nghe. Chuyện là vậy nè. Chọn Hương đó. Hết giận. Tưởng gì? Cái này dễ ờm mà. Đơn giản lắm. Bây giờ hả, chỉ cần tôi hẹn Hương ra nè. Xong rồi còn bên phía ông á thì hẹn Huy ra. Xong rồi tụi mình hợp nhau lại, nói chuyện rồi giải quyết vấn đề thôi. Được vậy tôi cảm ơn Bích nha. Bích đúng là không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Bích cầm lấy bánh đi. Nhưng mà còn một chuyện này mà tôi muốn nói với Bích nữa. Nó còn quan trọng hơn cái chuyện của Huy với Hương. Đó là Bích nghĩ sao về tôi? Đi rồi mà. Đi đi mà, coi như là tôi năn nỉ bà đi được không? Không, bà thích thì tự đi đi. Tôi với tụi nó là không có đợi chờ chung. Nhưng mà dù gì mình cũng là bạn cùng lớp với nhau mà. Bây giờ mình cứ để vậy hoài đâu có được đâu đúng không? Thôi, bà bỏ qua đi nha. Không là không. Đó, mấy người đã tới rồi kìa. Coi như bà vì tôi đi nha. Không đi. Hương, chờ tôi với. Bích, Bích. Để tao chạy theo coi sao nha. Bích ơi, Bích, Bích, chờ Hải với. Kỳ này có vẻ căng. Hương, Hương. Bích. Có gì thì từ từ nói được không hả? Tôi đã nói là không đi rồi mà. Sao bà lì quá vậy? Thôi mà, coi như là tôi năn nỉ bà đi. Hai người thích thì tự đi đi. Ủa, trùng hợp ghê ta, gặp nhau nữa rồi em gái. Cha, nay con bé nào dễ thương dữ vậy ta. Tụi mày tới đây làm gì hả? Hồi sáng mà ăn đập còn chưa đủ hả? Muốn miệng đấm nữa không? Ôi, tao sợ quá. Tao sợ quá tụi mày ơi. Tao sợ nó chết á. Ủa,
Sao vậy? Mày làm sao vậy? Hồi nãy mày gáy ghê lắm mà. Không có con kia á. Mày chỉ là con tép kêu thôi. Hôm nay tao không có tâm trạng. Tụi mày biến đi. Tụi bay ơi, người ta nói người ta không có tâm trạng kìa. Người ta không vui kìa. Sao tụi bay không chọc cho người ta vui đi tụi bay? Chọc đi tụi bay. Em muốn anh không đánh nó đó. Em làm bạn gái anh đi. Nha. Yeah. Sao đâu, qua giúp Quy đi, nhanh lên. Tao nghĩ không cần đâu. Cô biết tôi hả? Sao không biết? Huy với ai? Mà sao tôi lại ở đây? Hồi nãy đang đánh lộn mà. Tôi là thần chết. Gặp tôi có nghĩa là cô đã chết. Thần chết hả? Anh là thần chết hả? Tào lao. Có cái thần chết nào mà cái mặt ngáo như cái mặt anh đâu. Chuyện sống chết không phải là chuyện đùa. Ok, không đùa đúng không? Vậy thì một là anh làm cho tôi sống dậy, còn hai là tôi xử anh chọn đi. Thật ra việc làm cho cô sống dậy cũng dễ thôi, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì anh nói đi. Là cô phải bỏ qua chuyện của thằng Huy làm cho cô giận. Ê, anh thích lo chuyện bao đồng hả? Làm như Huy là em của anh không bạn? Rảnh không? Thật ra là nó không có cố tình làm như vậy đâu. Tất cả những việc nó làm đều chỉ ngụy biện cho cái việc là nó thích cô thôi. Với lại cô cũng thích nó đúng không? Đúng không? Anh nói gì vậy? Tào lao, thích cái gì? Tôi thấy được mà. Khủng quá. Tại vì tôi đã sống được 1000 năm rồi. Thôi
mệt quá à, nói gì vậy? Mà thôi, nói chuyện nãy giờ cũng đủ rồi. Thật ra dương thọ của cô chưa có tận đâu. Thiệt hả? Bây giờ tôi sẽ làm cho cô tỉnh dậy. Ừ. Thế đi coi. Sao? Hương, bà tỉnh rồi hả? Bà có biết là tôi lo cho bà muốn khóc luôn không? Tôi có sao đâu. Ủa? Ủa? Sao tôi mới ngủ chút xíu thôi mà tụi nó đâu hết rồi? Thôi, bà đi về ha. Bây giờ tôi với bà không có cần đi ăn gì nữa hết trơn á. Đi về nha. Nha. Tôi sợ lắm luôn á. Không được. Bích với Hương mà về lỡ tụi Hạnh nó quay lại nữa sao? Để Hải đưa hai người về. Đúng con. Ừ đúng rồi đó. Lúc nãy nguy hiểm lắm. Đúng rồi, để tụi tôi đưa về cho. Lỡ mất công mang tiếng là tụi tôi không có bảo vệ học sinh trường này. Đúng không? Hợp lý. Thích thì đi theo đi. Yeah. Giờ được đi chung rồi. Tự nhiên đói bụng ghê. Hồi nãy đánh nhau xong bây giờ cũng hơi đói rồi. À đúng rồi, tôi biết chỗ bán hủ tiếu gõ cũng ok lắm á. Mình đi không? Đi chứ. Hôm nay thằng Hải này sẽ bao hết. Bởi vì hôm nay rất là vui. Vui cái đầu mày. Ê, vui. Đâu mày? Mày thấy đánh nhau không mà vui? Mày đây có tiền luôn hả? Ghê vậy. Trả giúp tao đi. Rồi mai mốt tao gửi lại cho. Đi lên đi quá. Lành lắm. Rồi có đi ăn không? Hay đứng đây nói chuyện. Đi chứ. Go. Wow. Ê. Đi. Cảm ơn đã ở bên vì nhau bỏ qua những lúc sai khờ. Cảm ơn đã ở bên cho tôi tựa vai khi vấp ngã. Tháng năm đã qua để lại biết bao niềm vui với nỗi buồn. Rồi ngày mai ra sao chặng đường này đã...